MV của Hiếu thứ hai Giờ Thì Ai Cười, producer là QT. Vô cái gì vậy, còn nháy vậy? Sau khi sở trí có hai người stay outdoor, giờ thì chẳng thấy ai ngồi 3 năm thôi mà ta đứng headline. Rồi anh Chí kế toán nó vừa gọi cho tao, nó đóng tiền trong bank của tao đang sắp có thai. Ơi gia đình mày còn trong fandom của tao đều chỉ là underground, nhưng thành tựu mày mơ còn nằm dưới chân của tao. Giờ nhìn tao làm sao? Giống như cặp hàng trăm cặp mắt kiến đang nhìn vậy. Sao vậy mày nói thứ ai cười? Và nhiều em đi theo coi show đi em cho tao nó một tình một đêm. Tao thì đi chung năm anh em nhưng đây không phải là hai ngày một đêm. Nhưng thằng trong AV bao năm qua đu phim tao nó đang chờ đọc tên. Ra hay con e nên anh đâu cần bóc thêm. Tụi nó phì cười khi bắt gặp tao trong chợ bàn cờ và đi mua hàng xì. Giờ nó đâu biết là bông tra 2 lít một ngày là số tiền tao kiếm được từ việc không làm gì. Không cần bling hay zika màu bếp, giờ tao chú rap bình lại cho cái khăn răng ri. Giờ là thời đại nào rồi tao không mặc skinny jean. Tụi mày làm tao cười ở cả hai hàng mi. Ghi thêm chap khi tụi tao càng đi. Chỉ cần nghe tao rap là em bung hàng khuy. Một lần checking chat là bay nguyên hàng ly. Nhìn tụi tao quăng miếng xong rồi con vàng đi. Về mà không bay ở ngoài show Nam Bắc và giờ Đông Tây. Nhìn tụi tao chết lát về mà không cay. Khi mày không thể cười như là không có bóng nằm ở trong tay. Về mà show khi xưa của tao hôm đó. Cái beat thì hung dữ, cái MV thì quá đẹp rồi không bạn. MV đẹp ngầu chất, nhưng mà ít skill quá. Nó cái bài này cái bài dạng mà live mà không kiểu ngầu ngầu mà đang thấy ít, rất là ít bên slide luôn, không có bên slide nhiều. Những cái câu đó nó đối với mình có nó quá là nhẹ nhàng so với một cái bài flexing như vậy. Được cái là Hiếu đẹp trai quá. Hôm đó chỉ có hai người. Sẽ thì stay outdoor full game nhìn mai chẳng thấy ai ngồi. Chỉ cần 3 năm thôi tên tao đã đứng trên headline rồi. Tiền tao sắp có thai rồi ha 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 sẽ đi ai cười. 3 năm thôi là tên tao đứng trên headline, đúng rồi. Tên Hiếu thứ hai bây giờ cũng là một những rapper đứng đầu ở Việt Nam rồi. Về mà show khi xưa của tao hôm đó chỉ có hai người. Bài này kể lại cái kiểu nó khổ ngày xưa ha. Ngày xưa đi show có hai người. Sẽ đi stay outdoor full game nhìn mai chẳng thấy ai ngồi. Chỉ cần 3 năm thôi tên tao đã đứng trên headline rồi. Stay outdoor nhìn mãi chẳng thấy ai ngồi. Tức là không phải là không có ai ngồi mà là tất cả mọi người đều đứng các bạn. Tiền tao sắp có thai rồi ha 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 sẽ đi ai cười. Tụi tao có ba miền, từ bà con tới anh em giống như gia truyền. Một người dân ga vi như là acid. Cái MV này nghệ quá ha. Ba cái MV nãy giờ mình coi MV nào cũng nghệ chứ. Còn lại thời gian lên TV còn miếng ra tiền. Vì mày chơi nhưng thâm tâm thì lại ước. Cái câu này của Hiếu mình hiểu nè. Miệng mày chê nhưng thâm tâm mày lại ước. Giờ thằng nào cũng tốt cố tỏ ra mình hài hước. Tức là khi mà một rapper lên mainstream các bạn như là Hiếu vậy, nổi lên là từ nhờ game show sẽ có rất là nhiều lời đàm tiếu kêu là ồ mày là rapper underground, mà cuối cùng là mày lại nổi lên nhờ chơi game show thế này thế nọ. Nhưng mà mình biết là tất cả những thằng rapper ngoài thị trường kêu đều nhìn thằng Hiếu thèm nhỏ dãi, ai cũng muốn được như Hiếu thứ hai hết. Nhưng mà mày cứ thích chê, đó là cái bệnh của underground bạn. 10 năm trước vẫn vậy và 10 năm nay vẫn vậy, hay là người ta cứ thích gato thôi. Khi mà thấy một người đó là mainstream, ngày 10 năm trước Karik cũng bị chửi y chang vậy. Khi mà Karik là một những rapper là mainstream đầu tiên, có thằng rapper nào ở Việt Nam nói là tao không muốn giống như Hiếu thứ hai không? Mà lên cứ chửi là Hiếu thứ hai là rapper nổi tiếng nhờ game show kiểu vậy. Mẹ, nổi tiếng là vui lắm rồi, nhờ cái gì tính sao. Nhưng mà cái bài này tôi thấy nó đang bình thường quá. Nó kiểu như không có nhiều skill, không có nhiều punchline. Giống như đang kiểu trả đũa cho người ta thì mình phải dậm bên slide vô cho người ta cay. Có thể nhưng Hiếu là nó hiền quá hay sao nó làm nhạc không có cay vậy. Này mà để vô miệng B-Ray trời ơi nghe là chắc thốn. Nghe này vẫn kiểu là vẫn còn rất là lành. Đã bao nhiêu lâu ta phải nghe mỗi một câu là rapper thì chỉ nên tập trung rap. Đó, bạn thấy tôi nói không? Đã bao lâu ta phải nghe mỗi một câu là rapper thì chỉ nên tập trung rap. Tức là người ta luôn chỉ trích cái việc Hiếu nổi tiếng nhờ game show. Vớ vẩn, người ta làm gì kệ người ta đa tài. Thử là bao nhiêu người chơi game show đâu phải ai được nổi tiếng nhờ Hiếu đâu. Hay là bây giờ cần phải sống đa nhân cách và đặt thêm ngày danh khác mỗi khi tao cầm mi hát. Nói toàn là fact nên không cần phải vào vai. Ở đây không có ai đi cap. Nhìn tao cả hãy em nói nhớ về FM. Trong khi xưa nay tao chưa bao giờ đi pop. Nghe trong nhạc tao không cần đọc từng đầu hiệu rồi ngoài mua đồ fake về đâu. Ây, cho nên đừng trách sao không còn nhìn mặt mày. Chỉ bởi vì chẳng có mắt đằng sau. Tao chỉ biết kiếm cho gia đình nhiều tiền. Và vừa rồi cầm được cúng vài lô. Ây, bằng bài nhạc không chịu sâu. Bằng vài bài rap một màu. Ê, câu này hay nè. Ý là người ta nói nhạc Hiếu không có chiều sâu rap một màu, nhưng mà nó đã đem tiền được về nuôi cho gia đình rồi. Ok, mày cứ chê đi thì cái thứ mà mày chê mà nó đã giúp tao để làm kiếm được rất là nhiều tiền rồi. Chỉ cần 3 năm thôi tên tao đã đứng trên headline rồi. Tiền tao sắp có thai rồi ha 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 sẽ đi ai cười. Làm con mắt hay không?
có ai đạo diễn nè? Olysi Master. Chopra, Lâm Đạo Đạo. Ừ, Lâm Đạo Đạo là mấy MV ngầu vậy.